Đây là tiếng nói của Đoàn Thị Nguyệt Ánh. Xin mời quý cô, thầy và các bạn đồng môn thưởng thức nhạc phẩm Phượng Buồm để nghe lòng mình xao xuyến khi nhìn lại những nét mặt thân thương đã trải qua gần nửa thế kỷ nhưng vẫn còn tồn tại. Chào thân ái. Không phai phôi xuân qua hè đến.